chào quý khán giả và bà con đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Anh Minh Thiện nè, không biết là anh có cảm nhận như tôi không? Khi mà càng cận Tết Nguyên Đán thì thị trường các loại nông sản nhộn nhịp và giá cả thì cũng có phần nhích lên. Thông thường là như vậy rồi, và năm nay thì cũng không ngoại lệ. Và cảm nhận của chị Huỳnh Dư là hoàn toàn đúng với thực tế. Thậm chí là thời điểm này còn xuất hiện nhiều sản phẩm độc lạ chuẩn bị cho Tết nữa. Hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi đến quý khán giả và bà con những thông tin thú vị và hữu ích nhất. Khu cá đồng miền Tây, khách hàng chuộng chi thịt ngọt và bán cầu. Độc đáo, người đàn ông ở Cần Thơ nhét dàn tượng Phật lên gốc cây, hang độc đón Tết Nguyên Đán. Giống vú sữa vàng ở Hậu Giang gây chú ý, giá 1 triệu đồng một cây giống. Đưa nông sản Lâm Đồng vào thị trường Hàn Quốc, tập đoàn lớn của Hàn Quốc sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất kim chi tại tỉnh này. Sầu riêng đạt chuẩn Việt Gáp dán tem chứng nhận độc quyền nhãn hiệu sầu riêng Đạ Quai, giá trị tăng gấp đôi. Kính thưa bà con và quý khán giả, địa hình Tây Nguyên chủ yếu là đồi núi, ao hồ và suối chứ không phải là sông ngòi chằng chịt như ở miền Tây. Đây là đặc thù địa hình của mỗi vùng tạo nên nét riêng và cũng từ đó có những cây trồng và loài thủy sản khác nhau. Nông dân miền Tây đã xạ lúa đông xuân 2018-2019 và cũng đang chuẩn bị qua kiển khô các loại để đón Tết. Khoảng 3 tháng nay, bà con nông dân sống ven quốc lộ 61C có thêm nguồn thu nhập khá từ việc bán khô đồng như là cá sặc, cá rô, cá lóc và khô nhái. Cụ thể thì giá khô cá sặc là 120.000 đồng một ký, khô cá rô là 180.000 đồng một ký, còn khô cá lóc đồng và khô nhái thì được bán cho giá 250.000 đồng một ký. Một người dân ở huyện Vị Thủy, Hậu Giang cho biết, tranh thủ mùa nước nổi bắt cá ăn, nhiều thì làm khô. Mấy tháng nay, bà con làm lúa, rút nước cạn nên cá tập trung về mương nhiều, thu hoạch mỗi ngày gần chục ký. Trung bình 3-4 ký cá sặc tươi thì làm ra được 1 ký cá khô. Giá cá tươi từ 20 đến 20.000 đồng một ký, làm xong phơi 3 nắng là có thể bán. Vì người dân ưa chuộng khô cá đồng với phẩm chất thịt ngon, ngọt nên mỗi ngày bán được hơn 10 ký cá khô các loại, lời cũng trên 100.000 đồng, đủ để trang trải tiền sinh hoạt hàng ngày. Trong khi nông dân dùng trồng khoai lang nổi tiếng nhất đồng bằng sông Cửu Long là huyện Bình Tân, Vĩnh Long đã vui trở lại vì sau thời gian giảm giá liên tục, đến nay giá khoai lang tím Nhật ở trên địa bàn đã tăng lên dao động từ 500 cho đến 600.000 đồng một tạ. Với mức giá này, nông dân của mình đã có lời rồi và hiện thì phần lớn diện tích đã được thu hoạch chiết điểm, chỉ còn lại trên đồng khoảng 1.600 hecta. Được biết, bà con chủ yếu là trồng khoai lang tím Nhật. Trong năm 2018, toàn quyện Bình Tân xuống giống trên 13.900 hecta khoai lang, trong đó có trên 12.900 hecta khoai lang tím Nhật, chiếm trên 92% tổng diện tích xuống giống khoai lang của toàn huyện. Hiện nay, bên cạnh khoai lang tím Nhật, các loại khoai khác đang được trồng tại quyện Bình Tân cũng tăng giá. Cụ thể, khoai trắng sữa có giá 400.000 đồng một tạ, tăng 50.000 đồng một tạ so với tuần qua. Khoai bí đường xanh 350.000 đồng một tạ, tăng 50.000 đồng một tạ. Khoai Nhật cao sản 550.000 đồng một tạ, tăng 50.000 đồng một tạ. Quý khán giả và bà con đang nhìn thấy trên màn hình là cây kiển khắc tượng Phật được dát vàng rất là độc đáo. Đây sẽ là cây kiển độc lạ, dự báo Tết năm nay sẽ rất là hút hàng. Những ngày qua thì ở thành phố Cần Thơ, người dân đã tìm đến nhà của anh Trần Quốc Việt ngụ tại phường Ba Láng, quận Cái Răng để chiêm ngưỡng tượng Phật Di Lặc, Phật Quan Âm hay là bộ tượng Tam Đa, Phước Lộc Thọ được khắc vô cùng đẹp mắt trên cây phát tài, cây khế. Chủ nhân của sản phẩm này cho biết để có được sản phẩm đẹp như hiện tại thì anh đã thử nghiệm nhiều lần khắc hình trên các loại cây. Bà con ở khắp nơi có nhà ý học hỏi, cùng nghe chia sẻ của anh Việt ngay sau đây. Phát tài, khế, mận là những cây được anh chọn khắc tượng. Để tạo nên những tác phẩm độc đáo đẹp mắt này, phải chọn những cây khỏe mạnh, có tuổi thọ khá cao, có kích thước và độ cứng cần thiết. Sau khi tạc tượng xong thì xử lý hóa chất cho chết phần chạm trổ trên cây, tránh trường hợp theo thời gian tượng bị biến dạng. Đây là một trong những công đoạn cực kỳ công phu, quyết định chất lượng của sản phẩm. Sau khi khắc xong, phủ lớp keo và sơn nhũ vàng chuyên dụng để da cây liền lại, giữ được đường nét lâu dài, cây sẽ đâm chồi và tiếp tục sinh trưởng. Hiện nay, cây có giá thấp nhất là 5 triệu đồng và cao nhất là 80 triệu đồng.
Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, anh sẽ cung cấp cho thị trường miền Tây khoảng 100 cây cảnh khắc hình tượng Phật giác vàng. Trước đó, chúng tôi cũng đã đưa tin trong bản tin 365 ngày chuyển động về giống vú sữa vàng của ông Trần Văn Trở ở ấp Cái Côn, xã Đại Thành, thị xã Cả Bẫy, tỉnh Hậu Giang. Giống vú sữa này đã tạo nên một cơn sốt trong thị trường cây giống vì sự độc lạ của nó. Nghe Minh Thiện nhắc thì tôi cũng đã nhớ ra rồi. Cây vú sữa vàng này độc lạ ở chỗ là trái mọc trong thân và trái thì có màu vàng, hột gà óng ánh và chỉ có duy nhất một hạt ở giữa trái. Cây cho trái quanh năm và mỗi trái đạt trọng lượng là từ 250 cho đến 500 gram. Hồi đầu năm 2018, ông Trở có bán trái cho người dân mua về chưng Tết với giá là khoảng 350.000 đồng một trái, nhưng không có nhiều hàng để bán vì cây mới cho trái chín. Thấy mọi người săn lùng mua về trồng và vì là cây độc nhất trên địa bàn nên ông Trở đã chiết cành bán. Mỗi cành ông bán ra với giá là 1 triệu đồng nhưng vẫn không đủ hàng cung. Trưởng phòng kinh tế thị xã Cả Bẫy thông tin, thời gian gần đây có không ít nhà vườn hiếu kỳ đến tham quan ba cây vú sữa vàng của gia đình ông Trở. Còn ngành nông nghiệp địa phương thì cho rằng cây vú sữa vàng này có thể thuộc giống vú sữa Đài Loan. Đây là cây lạ mới nên ngành cũng đang theo dõi về đặc tính sinh trưởng của cây, chưa có kết luận hay khuyến cáo gì. Kính thưa bà con và quý khán giả, sau khi sản xuất sầu riêng đạt chuẩn Việt Gáp, huyện Đà Oai, tỉnh Lâm Đồng đã cấp phát 13.000 tem chứng nhận độc quyền nhãn hiệu sầu riêng Đà Oai cho 25 tổ chức cá nhân sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Từng chiếc tem gắn lên sản phẩm sầu riêng đưa ra thị trường đã được khách hàng đón nhận tích cực nên đã tăng giá trị lên từ 20 cho đến 50%. Nhìn lại sau 3 năm được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bảo hộ độc quyền nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Đà Oai, Ủy ban Nhân dân huyện Đà Oai đã phối hợp với các sở ngành chức năng để tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng, mang lại hiệu quả thiết thực về kết nối cung cầu, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng. Đến nay, toàn huyện Đà Oai có tổng diện tích 1.700 ha sầu riêng kinh doanh, đạt tổng sản lượng 19.000 tấn. Dự kiến các con số này phấn đấu đạt được trong năm 2020, lần lượt là 2.500 ha và 25-30.000 tấn. Trong đó có 300 ha diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp để gắn chứng nhận độc quyền nhãn hiệu sầu riêng Đà Oai trên thị trường. Và như vậy, triển vọng tăng giá trị nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Đà Oai sẽ không dừng lại ở mức lập đỉnh 50% như năm 2018. Thị trường Hàn Quốc còn khá lạ lẫm với cây rau Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung. Làm sao để nông dân Lâm Đồng tiếp cận được đối với thị trường của Hàn Quốc đang là một trong những trăn trở của ngành nông nghiệp cũng như là người dân ở Lâm Đồng. Nhưng kể từ khi bắt đầu sự liên kết với tập đoàn CJ, một tập đoàn lớn của Hàn Quốc, với hợp tác xã Anh Đào Đà Lạt, những cây xà lách Đà Lạt đã theo đường biển cung cấp cho người tiêu dùng xứ sở Kim Chi. Và từ thời điểm Hàn Quốc nhập rau Đà Lạt, những nông sản xứ núi đã tham gia vào chuỗi thực phẩm toàn cầu của một trong những tập đoàn nông sản lớn của Hàn Quốc. Thực tế, phía Hàn Quốc đã nhìn thấy được tiềm năng của nông nghiệp Lâm Đồng để hợp tác khai thác. Đại diện tập đoàn CJ Hàn Quốc cho biết hiện mỗi năm Lâm Đồng cung cấp cho tập đoàn trên 2.000 tấn cải thảo, ớt, củ cải để sản xuất món kim chi lừng danh. Lâm Đồng hiện là vùng sản xuất cải thảo, củ cải và các loại nông sản phục vụ sản xuất kim chi lớn nhất Việt Nam. Để phục vụ cho nhà máy hoạt động, tập đoàn sẽ xây dựng trung tâm nghiên cứu nông sản, hợp tác với nông dân để trồng và thu mua hàng năm hàng ngàn tấn nông sản, đồng thời chuyển giao kỹ thuật trồng trọt cho nông dân. Tập đoàn này đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất kim chi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đại diện của tập đoàn Lotte Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc khá ưa chuộng các mặt hàng rau củ của Việt Nam như ớt, cà rốt, gừng, tỏi, nấm, bông cải xanh, xà lách, cải thảo, hành tây. Thứ nhất, do giá cả vừa phải. Thứ hai, chất lượng và hương vị được thị trường Hàn Quốc chấp nhận. Ở Hàn Quốc, thương hiệu Đà Lạt được đánh giá cao, nhất là nông sản. Đặc biệt, mùa đông ở Hàn Quốc do có tiết trời nên ít nông sản. Lại là mùa sản xuất kim chi nên nhu cầu của người tiêu dùng với nông sản Đà Lạt tăng cao. Có thể nói, điều kiện thực tế cho thấy thị trường Hàn Quốc chấp nhận và có nhu cầu với nông sản Đà Lạt và những mặt hàng nông sản đặc trưng Đà Lạt đã xuất hiện trong bữa ăn của người dân xứ Kim Chi. Mặc dù là tỉnh đi đầu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nhưng lại chưa đồng đều, một số nơi ở vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh, nông dân vẫn còn chưa tiếp cận được tiến bộ khoa học kỹ thuật. Điều này cũng gây khó cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Theo tinh thần chung, xây dựng nông thôn mới làm thay đổi bộ mặt nông thôn,
Quan trọng là vẫn nâng cao thu nhập cho người dân, cuộc sống dư dả ổn định hơn. Cũng như là nhiều địa phương khác của huyện Đức Trọng, Bình Thạnh là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện năm 2011. Sau hơn 3 năm triển khai với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Bình Thạnh đã hoàn thành tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới vào năm 2014. Hiện nay, Bình Thạnh đang hướng đến củng cố các tiêu chí một cách bền vững. Ghi nhận từ phóng viên chương trình. Sau 4 năm đạt chuẩn nông thôn mới, giờ đây, xã Bình Thạnh như khoác lên chiếc áo mới. Bộ mặt nông thôn khởi sắc hơn bởi những con đường bê tông thẳng tắp, nhà cửa khang trang, sạch đẹp. Để giữ vững kết quả xã đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương xác nhận rõ những tiêu chí đạt bền vững cần tiếp tục phát huy, cũng như tập trung đầu tư cho những tiêu chí chưa vững chắc. Cùng với đó, địa phương tiếp tục chỉnh trang, hoàn thiện và giữ gìn các hạng mục công trình, đảm bảo tính bền vững, từ đó phát huy tối đa những giá trị và hiệu quả những tiêu chí khác. Để nâng cao thu nhập cho người dân, địa phương vận động nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê. Các ngành chức năng đã chuyển giao nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả như mô hình đa cây, đa con, trồng sen cà phê và các loại cây ăn trái. Như hộ ông Lương Minh Trí, thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 1 hecta cà phê già cỗi cho thu nhập sang trồng ổi lê. Bên cạnh đó, tận dụng diện tích đất để nuôi gà công nghiệp, nuôi cá trê. Từ diện tích chuyển đổi đã giúp gia đình ông thu nhập gấp 3-4 lần so với trồng cà phê. Kinh tế gia đình ông Trí rất khá giả. Cái nông thôn mới mang lại thì chúng tôi cũng có một cái tinh thần phấn khởi để là chuyển đổi các ngành nghề. Chẳng hạn như vấn đề nông thôn trồng cấy thì chẳng hạn chuyển đổi từ những cái giống cây nó không có mang lại lợi nhuận mà chúng tôi chuyển đổi. Thí dụ như gia đình tôi chuyển đổi từ cái cà phê không thể thu hoạch được. Bây giờ chúng tôi chuyển đổi lên những cái vườn ổi mang lại lợi ích, có thể nói là gấp đôi cà phê. Nhằm phục vụ cho giao thông thuận tiện, không ít gia đình đã hiến một phần đất để làm đường. Như gia đình ông Nguyễn Thiện Tâm, thôn Thanh Bình 1, khi chính quyền triển khai công tác xây dựng đường trong thôn, gia đình ông đã tình nguyện hiến gần 4 mét đất để làm đường giao thông. Không chỉ vậy, ông còn là người luôn hăng hái đi đầu hưởng ứng các phong trào như trồng hoa ven đường, tổ dân cư tự quản của thôn. Xây dựng nông thôn mới thì cái xã với thôn phát động, thì ngay cả cái đất sản xuất của nhà tôi trước đây nó là cái đất sản xuất, nhưng mà khi mà có cái chủ trương nhà nước là cho xây dựng cái đường gọi là đường mở đường DH2 đó, trong cái kế hoạch là sẽ là đổ nhựa, thì trước mắt là gia đình tôi hiến đất để cho nhà nước làm cái đường cấp phối. Nếu có đóng góp như vậy thì nó mới mang được cái lợi ích chung, cái thôn với xã mình nó mới phát triển được. Thì nhìn tổng thể về các cái tiêu chí mà theo cái quy định ấy, thì đến nay thì có thể nói rằng đối với xã Bình Thạnh cũng là một trong những xã nhân dân rồi cán bộ cũng rất là hào hứng về cái vấn đề xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy cho nên là cái kết quả đạt được cho đến giờ này thì chúng tôi khẳng định rằng 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới chúng tôi cũng đã hoàn thành và tiếp tục nâng cao chất lượng các cái tiêu chí. Nhờ sự đồng lòng như vậy mà sau 4 năm về đích nông thôn mới, xã Bình Thạnh luôn giữ vững chất lượng các tiêu chí đã đạt, tiếp tục là một trong những ngọn cờ đầu đã góp phần đưa huyện Đức Trọng tiến gần tới huyện nông thôn mới. Những kết quả mà xã Bình Thạnh đã đạt được một lần nữa khẳng định hướng đi đúng đắn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thạnh trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp. Đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai. Nếu có ý kiến phản hồi hoặc muốn tìm hiểu những cây con giống, các mô hình sản xuất nào bà con thấy hay và muốn học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, liên hệ với chúng tôi qua điện thoại 02633 829 930. Xin kính chào tạm biệt.